À, sân vận động Mỹ Đình hết chỗ. Nghe cái học cầm cờ này uống bơ mẹ. Xe tải là sơn luôn cái máu trên trận bắn đá à? Xe tải lại sơn luôn này. Chuẩn bị đá rồi, mấy phút nữa đá. Ê, vào trong đây, vào trong quay vào đông. Ngoài kia mới đông rồi. Anh ơi, anh có vé chưa? Chưa. Sao không bán lại? Bây giờ nó có đi vé đây. Bây giờ bán vé rồi. Thôi vào đéo gì. Mấy giờ? Đéo xem được, đồng lắm. Thank you.
Chelsea rồi. Đi ra đám thì đi nhau đi.
đi đây, ra đi đâu đi ra kia qua xuống cái này cái người cái này xuống mà chật lắm không xem này anh em ạ, tôi ra ngoài. Đấy đi kiếm quán cà phê rồi ngồi xem thôi. Bắt vàng hay là bắt tổng? Ăn không anh nhanh đấy. Chưa ăn cơm mà. À mấy ông kia gọi nó uống rượu cá. Tôi 1-0 rồi. Ai thua? Việt Nam lộn. Vừa đá một tí nó ra cho một quả lật mặt ra định mẹ. 1-0 rồi bắt đầu 1-0 phát thấy thua 1-0 phát anh ra luôn mà mới đá mấy phút. Đã có 20 phút mày. Dính từ lúc nãy trong kia nó có khoảng tầm 5-7 phút đầu tiên đã chết mẹ quả rồi. Ôi. Đây là cổ động viên quá khích. Đéo cầm được anh đưa học cả cầm. Đéo cầm được. Cô em và máng của cô em.
quay không? Có định cái lô đua mẹ không? Lịch rồi. Rồi coi đâu. Chắc đang bị chèn ở trong kia bẹp ruột rồi. Đâu bỏ ra đây. Không để ý xem có cứu thương cứu nước gì thì ra xem ngó phát. Đây quay lại hồi trường trước rồi. Quay thế thôi.